tình nồng thấm xuyên qua bao mây tranh ngọt ngào dẫn thì nó là JBL ST 200 bản xuất EU mà bác, nó phải hay hơn chứ. Nghe nó nhỉnh hẳn lên. Đấu hẳn một đôi nha nào. Em đấu hẳn một đôi nhé. Loa tuner nhỉ bác, loa bass bao nhiêu nhỉ? Bass 30. Bát 30 thì đánh đôi này ok. Bát 30 bây giờ có một két thôi. Vâng, thế thì đánh đôi này thì ngon rồi. Nếu mà bác mà nghe nhạc mộc thì nó như kiểu là em tắt cái nâng tiếng này đi này. Thì cái tiếng của nó sẽ lên này. Đấy. Bác nghe nhạc nó sẽ easy như thế này thôi, nó rất là hay luôn. Nó đang chạy chép với lại cái đôi loa bass 30 của em đây này. Đấy. Không đánh trầm. Đấy, chỉ đánh chép với lại cái đôi loa bass 30 của em thôi. Thì nó cũng như dàn nhà bác thôi. Dàn nhà bác là cũng bass 30 và một chép. Đấy. Thì thêm cái đôi siêu chép này vào thì nó easy như thế này luôn. Thế là công suất của nó 400 à? Vâng. Công suất của nó 400, tức là nó là công suất chết của nó. Nếu mà vượt trên 400W, nếu mà đánh vượt trên 400W thì nó sẽ chết. Đấy, tức là cái công suất bảo vệ của nó thôi. Chứ còn nếu mà cái chép này mà mình đánh lên đến 400W thì nó gọi là nó kinh khủng khiếp lắm rồi. Thường thường những cái loa này thì mình cũng làm gì mà sử dụng được hết một cái phân nửa công suất của nó đâu. Và cái này là thép không gỉ đấy. Về bác cũng cứ đấu thẳng vào thôi. Đấy, em cũng đang đấu thẳng từ cục đẩy công suất ra đây trực tiếp vào cái. Vâng, đấy, một cục đẩy hai kênh này của em này, em đang đấu một loa này. Một loa này và một đôi và một chiếc chép nữa. Đấy. Em đang đấu song song. Thì cục đẩy nó ghi là 8 ôm thì nó sẽ đánh xuống được 4 ôm. Đánh được bác ạ. Những cái bác mà hay xài đề nông rồi là săn xui các thứ ấy. Bác ấy dùng loa Onkyo hay là sạc pin Vega các thứ, mấy bác ấy cũng toàn dùng những cái set này về đấu song song hết. Nếu mà để nguyên này mà để nguyên âm lượng này mà tháo cái set ra này. Đấy, nghe nó nặng nề mà nghe nó khác, mình không muốn nghe nữa. Vâng. Thường thường em ở đây mà lúc nào em nghe nhạc em cũng phải cắm chép vào hoặc là em lại đánh trầm với lại một đôi như thế này. Một đôi trả lời như thế này thì cái tiếng của nó rất là trong và sạch luôn. Còn nếu mà mình nghe những cái loa này thì chép nó bị thiếu nhiều á thì mình là cái ấy. Vâng. Đấy, đầu tiên anh bảo tính thì mua đôi trợ lời đấy. Vâng. Nó là thực ra nó là cái bản thân người qua đấy, nó có một trống một chép thôi, nó không có chung thực ra là nghe mà nó không yếu đi hay nhiều. Và thực ra thì cái đôi này nó hỗ trợ một chung với lại một chép đôm. Đấy, mình đang nghe này và cắm phát vào nghe nó sướng hẳn luôn. Nghe nó khác hẳn ngay, nghe nó sướng.
tức là cái dàn karaoke của mình nó đang rơi vào tổng khoảng độ 15-16 triệu. Mình cắm đôi chép này vào, cái giá trị của nó được nâng lên rất là nhiều. Người ta đến nhà chơi, bạn bè đến nhà chơi còn tưởng mình xài cái bộ nó hai mấy 30 triệu. Nghe nó sướng. Cái này những cái bác nào mà hay hát karaoke ấy, lấy bài hát karaoke nó trở lên cái tiếng cao cũng nghe rất là sướng. Dạ vâng, thì em chào hai bác nhé. Rồi. Rồi, ok bác. Đây, xin hai bác kiểu ảnh nữa. Vâng. Vất vả hai bác. Hai bác là bây giờ là về bây giờ anh ra ngoài chỗ gần May 10 à, về Lạng Sơn luôn đây. Gần May 10 xong về Lạng Sơn luôn rồi. À 12B đây. Xe công ty anh ở đấy. À dạ. Ở văn phòng này. Vâng, thế hai bác về nhá, có gì cứ alo cho em nhá. Dạ vâng. Vâng, hai bác ở từ Lạng Sơn xuống bên cốc audio chúng em. Rất là cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm và đã ủng hộ bên cốc audio chúng em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác nhé.